chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của nhạc sĩ Vi, tại vì khán giả rất là thắc mắc, rất là đôi điều muốn tâm sự chia sẻ và chị chia sẻ. Chào đón sự trở lại của nhạc sĩ Vi ạ. Dạ, chị có thể đứng giữa sân khấu ạ. Bây giờ là em hỏi chuyện chị là chị không có khóc nha. Bình tĩnh, trả lời xong rồi mới xúc động như thế nào xúc động. Dạ. Có rất là nhiều câu hỏi quý vị ở đây muốn thắc mắc hỏi. Báo được biết là chị sáng tác khoảng 2 năm. Dạ. Và những tác phẩm chị rất là hay. Và câu hỏi của em là duyên như thế nào mà chị đến với sáng tác nhạc ạ? Dạ. Chị có thể trả lời ạ. Cũng xin nói với đôi lời với tất cả các trước hết là nói xin chào thầy và anh chị em nghệ sĩ với các khán giả trong phòng này. Nếu mà nói cái duyên đưa đến để sắp tác nhạc thì hầu như không biết từ đâu mà tự nhiên suy nghĩ ra cái vấn đề này. Là đầu tiên là bài Gia Tài Của Mẹ, anh bài Con Và Tất Cả, tại vì lúc đó thì nhớ con quá mà không có biết làm sao. Đi làm về là tối là lên phòng thì trong phòng chỉ có 4 bức tường thôi, không có được nghe điện thoại hay xem điện thoại hay là không có một cái gì hết. Nên là nhớ con xong rồi mới sáng tác cái bài đó để tặng cho con gái. Rồi khi mà cái bài đó xong rồi cái là mới gửi về cho em Thái Thụy. Cái mới nói là Thụy ơi, không biết chị sáng tác như vậy có hay không, tại vì chị cũng không quen. Thụy nói thì chị sáng tác được đó, chị làm tiếp đi. Cái là mới làm tiếp bài thứ hai là Trở Về Bên Cha. Mà lúc đó thì sáng tác cũng không có biết là phải làm như thế nào để mọi người nghe. Thì Thụy mới nói thì thôi bây giờ em làm ca sĩ luôn, nên là để em hát thay ca sĩ cho chị. Tại là lúc đó là Thụy hát bài Trở Về Bên Cha vào đêm Noel năm 2017. Và cũng từ ca khúc Trở Về Bên Cha thì các ca sĩ khác người ta nghe đó, rồi người ta mới tìm Thụy hỏi là ai sáng tác bài này. Là Thụy mới nói là bài đó là của chị gái đang làm việc ở Trung Đông. Xong rồi mấy em đó mới hỏi có bài không để cho mấy em hát. Đó là Thụy mới nói với Invy và Vy cứ đưa bài cho Thụy rồi muốn làm gì đó làm, chứ mình cũng không biết làm ví dụ này. Rồi không biết sao cái cảm hứng là cứ hả, khi nào mà buồn là nó ra bài nhạc, mà khi nào mình bị tổn thương là nó ra bài nhạc, cứ như vậy đó. Một tràng pháo tay nồng nhiệt ạ. Dạ. Đêm nay là chị rất là vui rồi, có thể đêm nay là chị đang một bài vui. Phải không ạ? Dạ. Mai mốt đừng có tổn thương nữa nha, phải vui lên, sáng tác mấy bài vui lên nha. Dạ. Dạ thì nếu mà theo lời của mấy chị đây thì bây giờ cho một bài tango đi. Thi đấu với anh nhạc sĩ thành công. Quý vị khán giả muốn hỏi nữa không ạ? Ai muốn hỏi gì không? Chưa, chúng ta chưa hát. Ai muốn hỏi gì không? Tại vì thời gian chúng ta để chúng ta hỏi chuyện của chị. Dạ. Có một anh khán giả có nói với Tông Bảo rằng là ca khúc vừa rồi là Đàn Bà Cũ, là cái câu cuối á là suy hay là si. Dạ, chị có thể trả lời luôn ạ. Cái câu cuối có nghĩa là bao gã si tình, có nghĩa là si chứ không phải là suy. Si, dạ, si tình, dạ. Và cũng xin gửi tới tất cả những ai đàn bà cũ, đã cũ, đang cũ hay sắp cũ thì phải tự tin khi bước đi làm sao để cho bao gã đàn ông quay lại nhìn mình nhé. Dạ. Còn Tấn Bảo chắc là không ai là đàn bà cũ cả, đàn bà mới hết. Dạ. Và bây giờ chúng ta đến với một giai điệu mà có thể nói là thay đổi bầu không khí từ đầu tới cuối luôn. Giai điệu tango với nhạc phẩm Thôi Nhé Đừng Yêu với tiếng hát nhân vật chính đêm nay, nhạc sĩ Invy. Trong một thế giới âm u chung quanh ta bơ vơ một mình một bóng không ai tìm đâu cho thấy màn trời làm
làm sao ta có nụ cười, vì đời ta lắm phong ba, bao nó đắng cay bao nó xót xa, vậy kiếm đời ta. Yêu ta đang yêu hay là ta vẫn chưa yêu, không ai yêu ta hay là ta chẳng yêu ai, vì ta như cơn gió lạc loài, đời ta phủ kín bụi trần, dù ai đang đến bên ta không biết không hay không thấy nên ta không có tình yêu. Tình yêu đến làm cho ta ngấn say men nồng, tình yêu đi làm cho ta đớn đau người ơi, tình yêu chi là cơn gió thoáng qua bên đời, tình yêu chi là con sông nhấp nhô ngoài khơi. Bao nhiêu năm qua một mình một bóng lang thang, còn tim cô đơn lăn lùng ra buôn tâm can, còn chi đâu trong ngóng đợi chờ, thời gian không thể xóa mờ, lệ tràn lệ bước chân hoang trên phố đơn côi, xưa bước chung đôi nay chỉ mình tôi. Là ta vẫn chưa yêu, không ai yêu ta hay là ta chẳng yêu ai, vì ta như cơn gió lạc loài, đời ta phủ kín bụi trần, dù ai đang đến bên ta không biết không hay không thấy nên ta không có. Lăn lùng ra buôn tâm can, còn chi đâu trong ngóng đợi chờ, thời gian không thể xóa mờ, lệ tràn lệ bước chân hoang trên phố đơn côi, xưa bước chung đôi nay chỉ mình tôi. Tình yêu đã kết thúc đêm mini show trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các anh chị em nghệ sĩ, vị khách mời chúng ta cùng lên sân khấu cùng chung vui trong đêm mini show ạ. Xin được kính mời Á hậu Natalie, Lisa. Xin được kính mời nhạc sĩ Bạch Thoại Vũ. Xin được kính mời nghệ sĩ Xuân Anh Bolero. Xin mời ca sĩ Tiffany. Xin mời ca sĩ Như Liệt. Xin mời ca sĩ Phương Tiến Thành. Xin mời ca sĩ Diễn viên Giang Thúy Dương. Xin mời diễn viên Hoa Tiên. Xin mời Hoa hậu Nhân Dân Vũ Thanh Thảo. Xin mời Nữ Hoàng và Hội Nhân Dân Lê Thị Thảo Nhung. Xin mời Nữ Hoàng Ngoại Giao Toàn Cầu Nguyễn Thị Quốc Hòa.
xin mời Á Hoàng, danh nhân tài sắc Nick Phương Lua. Xin mời danh nhân Nam Phương Huy Hoàng. Xin mời nhạc sĩ Kiều Tấn Minh. Xin chào kính mời nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Phương. Xin chào kính mời nhạc sĩ Thành Công. Xin chào kính mời vợ chồng song ca Kim Phương Thọ Hùng. Xin chào kính mời diễn viên Quang Minh. Xin chào kính mời bầu show Vịnh Vũ. Xin chào kính mời Mắt Cất Missyada Yến Như. Xin chào kính mời nhạc sĩ Hàn Kiến Hiện. Anh đã một cảnh hoa rất là thân thương. Xin chào kính mời diễn viên Adi Hoàng. Xin chào kính mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ ca sĩ vừa hát trong đêm nay cùng lên sân khấu là Hoàng Phong, Hoài Phong, Thích Thiên Nguyễn, Mai Thanh Trúc. Mời tất cả luôn à, Hoàng Yến, Ái Thụy à. Chúng ta cùng vỗ tay đồng nhiệt để chúc mừng đêm mini show thành công tốt đẹp. Chúc tất cả quý vị thật là vui vẻ và mong sẽ có những đêm mini show 2, 3, 4 và nhiều mini show nữa trong thời gian sắp tới. Đảm bảo xin thay mặt cho nhiều vị cảm ơn tất cả tấm tinh thần của quý khách mời, tất cả nghệ sĩ, quý khán giả đã đến với đêm mini show. Chúc tất cả chúng ta được vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng ta cùng nhảy để chúc mừng đi ạ. Tất cả quý vị ra về đường Lộc Bình An có một đêm thật là ngon giấc. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khách mời, quý khách quý vị nhạc sĩ, ca sĩ, danh nhân, diễn viên, hồn xô, nhà thơ đã đúng ít thời gian để đến với đêm mini show của chị UV đêm nay.